Các bác xây nhà, các bác quản lý rất nhiều các đầu việc khác nhau, dẫn đến những cái hiện tượng các bác bị quên một số chi tiết hay một số sản phẩm này, thì dẫn đến khi các bác khánh thành cái ngôi nhà của mình thì các bác không được vui và không được cái niềm vui trọn vẹn. Thì sau đây là một số những cái chia sẻ của em đã góp ý cho các bác trước, và các bác trước đã thực hiện theo những góp ý của em, và các bác cảm thấy rất vui khi chọn được cho mình những cái bộ đồ ưng ý phù hợp với cái gia đình của mình sau khi xây nhà mới. Các bác hãy cùng xem hết cái video này của em nhé. Là sau khi các bác nhận được cái bản thiết kế từ kỹ sư thiết kế về cái ngôi nhà của mình theo hiện đại hay cổ điển, thì các bác chọn cho mình những cái vật liệu nội thất ngoại thất cũng phù hợp theo những cái chiều hướng đó. Khi các bác biết được cái số đo về các phòng công năng trong cái gia đình của mình rồi, phòng thờ, phòng khách, phòng ngủ hay là những phòng công năng khác, thì các bác nên chọn những cái bộ đồ phù hợp. Sau khi xác định được cái mẫu thiết kế của mình rồi thì các bác nên đặt hàng trước với cơ sở sản xuất để sản xuất những cái sản phẩm ưng ý với mình nhất. Vì sao lại đặt hàng trước? Thì sau đây là một số những cái ưu điểm khi các bác đặt hàng trước. Thì khi đặt hàng trước thì các bác chọn được những cái mẫu nó phù hợp với mình, tại vì mình có khoảng thời gian suy nghĩ dài để xác định được cái mẫu nào phù hợp với chợ của mình rồi. Cái thứ hai đó là về gỗ và chất liệu chi tiết hoàn thiện. Thì như ở chất liệu chi tiết hoàn thiện thì một khoảng thời gian dài đó thì xưởng và thợ người ta sẽ làm cho các bác một cách tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn, gãy góc hơn, những cái chi tiết nó mềm mại và được trau chuốt một cách kỹ lưỡng. Thứ hai là cái vấn đề về gỗ, thì như các bác cũng biết, nếu các bác xác định là mình sử dụng những cái loại gỗ đặc biệt quý hiếm hàng loại một hay là những cái hàng gỗ vân tuyển vân vít, thì các bác cần phải báo trước với nhà xưởng để người ta có thể chuẩn bị được, tại vì những cái hàng vân vít không phải dễ kiếm các bác phải chọn lựa những cái khối gỗ nó cực kỳ là kỹ lưỡng và phải cắt ra để tuyển chọn những cái vân vít làm hàng nguyên khối, hay là đặc biệt những cái hàng gỗ quý hiếm, thì trong một năm nó sẽ có khoảng thời gian khai thác và số lượng bao nhiêu đó, nó phải phân bố ra rất nhiều nơi, nên là những cái hàng vân VIP hay là những cái hàng gỗ nguyên khối hay là những cái hàng gỗ quý hiếm hàng loại một ấy, thì các bác phải có thời gian chuẩn bị rất lâu để xưởng người ta tích tích gỗ và tìm kiếm những cái mẫu gỗ đó để làm để hoàn thiện những cái sản phẩm. Khi đặt hàng trước với nhà xưởng như vậy, thời gian hoàn thiện sản phẩm thô nhanh hơn ở đây. Thì thứ ba là khi các bác hoàn thiện sản phẩm thô xong rồi, các bác có một khoảng thời gian dài để cho gỗ nó có thể gọi là khô hơn nữa. Tại vì như các bác cũng biết là khi hoàn thiện một cái sản phẩm ra thì người ta phải phơi khô trong một khoảng thời gian nào đó, 2 đến 3 tháng là điều bình thường để sản phẩm nó có thể khô hơn, để tránh cái những cái mối những cái đường nét chân chim bị nứt ở những cái vòng cua, những cái vòng khỉu cua khó và những cái sản phẩm cần phải kỹ thuật cao. Thì lúc đó những cái sản phẩm phơi khô để khô rồi sấy rồi thì lúc đó nó sẽ không bị nứt và cái tỷ lệ nứt của nó sẽ thấp nhất cho các bác. Và em cũng chia sẻ luôn là em có một cái bác khách ở Hải Phòng, là một người rất kỹ tính và là người trong nghề là mộc, thì bác có xây một cái căn nhà sau khi con của các bác ấy đi nước ngoài về, các bác ấy xây một cái căn nhà và bác đặt ở cơ sở bên em một bộ bàn thờ mà các bác bây giờ các bác đã để ở cơ sở bên em lên tới 1 năm. Và em có hỏi bác là vì sao mà bác đặt cọc tiền rồi mà bác không lấy bàn thờ luôn, thì bác ấy cũng bảo là bác ấy cũng làm ở trong nghề thì bác ấy biết là cái khoảng thời gian của cái gỗ đó nó phải trong bao lâu thì nó mới khô đấy. Bác ấy tỉ mỉ như vậy và bác ấy bắt bên em hoàn thiện xong vào giấy rồi ký lên sản phẩm rồi, thì bác ấy để nhờ ở bên em 1 năm trời. Sau khi các bác xây dựng nhà xong thì bác ấy bảo bên em là phun sơn để hoàn thiện nốt cái sản phẩm để bác đưa về nhà. Các bác thì không cần phải đặt cái sản phẩm trước 1 năm như bác, tại vì những cái sản phẩm bình thường và những cái loại gỗ bình thường thì chỉ cần đặt trước cho xưởng hoàn thiện trong từ 2 cho đến 3 tháng là được, là cái sản phẩm đó nó khô và những cái sản phẩm đó nó đạt đến trình độ là cao. Nếu mà các bác không đặt hàng sớm, các bác sát ngày khánh thành nhà thì các bác đến những cơ sở các bác mua hàng, thì lúc đó có những cái cơ sở có những cái mẫu này mẫu nọ nhưng lại không phù hợp với những cái sở thích của bác, ý nghĩa của bác, vì cái hàng gỗ này, những cái bàn thờ hay những cái bộ đồ đó nó sẽ đi liền với mình trong một khoảng thời gian dài, rất dài đấy. Thế ví dụ mà khi mình mua hàng mình lại không mua đúng những cái bộ đồ mà mình thích, mình ở với nó lâu ngày cảm giác mình cũng thật sự là không được hứng thú, không được gọi là thỏa mãn cái ý thích của mình. Những căn phòng, những căn nhà, những cái tiền tích lũy xây dựng nhà cửa đó là những cái tiền mà mình tích góp, mình ấp ủ cho bao nhiêu năm. Thì em nghĩ các bác, em khuyên các bác là các bác nên đặt hàng trước để có những cái bộ đồ không ít thì nhiều nhưng cũng phù hợp với phong cách của mình, phù hợp với suy nghĩ của mình sống trong cái niềm sung sướng của mình, thì lúc đó giờ mình cũng có cái cảm giác vui sướng.
hơn là phải gượng ép khi ở hay sống cùng những cái sản phẩm mà nó không thích. Và nên tóm lại là khi các bác xây nhà, em khuyên các bác dù ít hay nhiều, các bác nên đặt trước với xưởng hay là những cái nơi sản xuất về những cái đồ gỗ nội thất ngoại thất, đặt trước người ta đi số khoảng đặt trước người ta khoảng 2 đến 3 tháng, thì lúc đó người ta có thời gian hoàn thiện những cái sản phẩm nó tốt hơn, tiện hơn cho các bác, để mình đã xứng đáng bỏ tiền ra thuê họ thì mình phải nhận được lại những cái sản phẩm thích đáng nhất, ưng ý nhất với đúng phong cách của mình nhất các bác nhá.